Thu Hương, cô dâu từng nhận 200 cây vàng làm của hồi môn, cuộc sống sau 5 năm kết hôn gây bất ngờ. Vào đầu năm 2019, mạng xã hội từng xôn xao về đám cưới bạc tỷ ở Nam Định của chú rể Năng Tĩnh và cô dâu 200 cây vàng Trần Thu Hương. Cuộc sống sau 5 năm kết hôn của cô dâu 200 cây vàng Thu Hương có nhiều điều bất ngờ. Vào đầu năm 2019, mạng xã hội từng xôn xao về đám cưới bạc tỷ ở Nam Định của chú rể Năng Tĩnh, sinh năm 1993, và cô dâu 200 cây vàng Trần Thu Hương, sinh năm 2000. Lễ vu quy của cô được tổ chức tại Tư Gia là một tòa lâu đài 7 tầng có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng. Bố của Thu Hương đã sắm 200 cây vàng, hai sổ đỏ, có dàn siêu xe rước dâu toàn Rolls Royce, Phantom và Bentley để làm của hồi môn cho con gái cưng. Được biết, bố của Thu Hương là ông Trần Văn Dĩnh, một đại gia trong ngành đóng tàu biển. Bên cạnh đó, cô dâu 200 cây vàng Thu Hương còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, kiều diễm, nhiều người vẫn ví von cô là nàng công chúa sống trong lâu đài ngoài đời thực. Sau đám cưới xa xỉ, Thu Hương chuyển về sống tại biệt thự bằng gỗ đá của nhà chồng cũng bề thế, hoành tráng không kém. Chỉ một vài hình ảnh được hé lộ cũng đủ nói lên độ giàu có, môn đăng hậu đối của gia đình chú rể và cô dâu. Lấy chồng đại gia, có cuộc sống vạn người mơ ước nên Thu Hương thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã Năng Tĩnh. Ông xã của Thu Hương thể hiện là một người chồng tâm lý và cưng chiều vợ hết mực. Bên cạnh đó, cô nhiều lần khiến hội chị em ai cũng phải suýt xoa về các món đồ đắt đỏ. Cô dâu 200 cây vàng Thu Hương từng khoe món quà là một chiếc đồng hồ Rolex Jaded President. Đây là một trong những mẫu đồng hồ danh tiếng nhất thế giới, được ra mắt từ năm 1956, có giá trị hơn 1,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, anh nhà của Thu Hương còn thường xuyên đứng ra tổ chức những bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho vợ. Cô nàng khoe quà chồng tặng với giá trị cực khủng, lại vô cùng thiết thực. Vào dịp quốc tế phụ nữ, món quà mà Thu Hương nhận được là số tiền chuyển khoản 200 triệu đồng từ chồng. Có thể đây là chiếc quà ấm lòng nhưng lại khiến cõi lòng cư dân mạng nổ mắt ghen tị. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Thu Hương cũng là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau 5 năm hôn nhân, cặp đôi vẫn giữ lửa hạnh phúc ngọt ngào như thời đang yêu, không ngại dành cho nhau những lời có cánh trên mạng xã hội. Hai vợ chồng thường xuyên đi du lịch, nghỉ dưỡng khắp nơi trong và ngoài nước. Đến đầu năm 2020, Thu Hương sinh một bé gái đầu lòng rất dễ thương, kháu khỉnh, tên là Đinh Gia Hân. Sau đó, cô dâu 200 cây vàng Thu Hương tiếp tục khoe tổ ấm đã có sự xuất hiện của thành viên thứ tư là một bé trai tên Đinh Gia Thịnh. Trải qua hai lần sinh nở, Thu Hương vẫn giữ được nhan sắc thanh tú và vóc dáng thon thả. Trong một lần trò chuyện với mọi người, Thu Hương tâm sự sau khi kết hôn, cô ở nhà chăm sóc em bé và đầu tư vào ông xã. Hồi tháng 6 năm nay, Thu Hương bất ngờ chia sẻ hình ảnh cùng gia đình đi nghỉ dưỡng ở vùng biển Khánh Hòa. Cô nàng rạng rỡ, diện bikini vô cùng quyến rũ, song lại để lộ bụng bầu lần 3. Lúc này bạn bè ngỡ ngàng nhận ra Thu Hương đang mang thai lần 3 và gửi lời chúc phúc đến vợ chồng cô. Vào tháng 9 năm nay, cô dâu 200 cây vàng Trần Thu Hương gây chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh khoe bụng bầu ở tuần thứ 36 thai kỳ. Dưới phần bình luận, cô dâu Nam Định nhận được nhiều lời khen vì vóc dáng thon thả, gương mặt xinh đẹp và chân tay không bị phù nề. Thậm chí, có không ít chị em còn xin vía có bầu vẫn đẹp giống như cô. Theo đó, Trần Thu Hương khoe ảnh kỷ niệm mang bầu lần 3 vô cùng táo bạo khi cô chỉ quấn khăn vòng 3 để lộ bụng và đôi chân dài. Người đẹp Nam Định còn được cho là không tăng cân quá nhiều mà chủ yếu chỉ to bụng, nhờ có da có thịt mà cô trông nhuận sắc hơn hẳn, vì thế bà mẹ bỉm nào cũng dành lời khen ngợi không ngớt. Ba lần mang thai khá sát nhau nhưng Thu Hương vẫn giữ được vẻ ngoài quyến rũ, mặn mà khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.